Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Minh Luân bắt trend Song Gon, dân tình đồng đoạn đã chia tay vợ sắp cưới vì một câu bình luận vu vơ trên Facebook. Mới đây Minh Luân đăng ảnh đi chơi Song Gon cùng nhóm bạn bè thân thiết, nam diễn viên hớn hình cho biết bản thân biết môn thể thao dành cho giới thượng lưu này đã được 7 năm, chứ không phải đến để sống ảo hay cưỡi ngựa xem hoa. Như phần bình luận, Minh Luân vui vẻ tương tác với bạn bè. Khi một người hỏi, thần tượng của em tính kiếm đại gia nè, chứ cuốc đất 7 năm nay mà không biết bao giờ lên xe hoa nữa đây. Minh Luân bèn đáp, chọn ế luôn rồi. Trước câu trả lời trên, nhiều người đồng đoán rằng nam diễn viên đang nói bóng gió về tình trạng quan hệ của bản thân, ngầm xác nhận mối tình giữa anh và bạn gái Thiên Hương chấm dứt. Phỏng đoán trên hoàn toàn có cơ sở khi thời gian gần đây, trên các bài viết của nam diễn viên hầu như không có bóng dáng của bạn gái và anh cũng không nhắc đến người tình của mình nhiều như trước đây. Gần đây nhất, nam diễn viên khiến khán giả xôn xao vì dòng trạng thái cho biết mình đang lẻ bóng. Cụ thể trên trang cá nhân anh bày tỏ, vừa hết F0 là cái mặt như FA. Chỉ có vài từ nhưng Minh Luân thông báo với mọi người khá nhiều thông tin. Theo đó, anh vừa kết thúc những ngày trở thành F0 và mọi thứ đã ổn hơn nên mới có khung ảnh tự sướng khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, FA khiến khán giả bận tâm và nhắc đến mối tình của anh với Thiên Hương. Bên dưới bài viết, nhiều bình luận chúc sức khỏe cho nam diễn viên, nhưng cũng thắc mắc vì sao gần đây chỉ thấy anh một mình. Diễn viên Thanh Bình cũng nói thêm, FA mới đáng sợ và nhận được hưởng ứng từ Minh Luân. Trước đó, Minh Luân cho biết anh và Thiên Hương phải hoãn cưới trong năm nay, dù bố mẹ hai bên đều dục mau sớm tổ chức hôn lễ. Năm 2021, kế hoạch đám cưới phải dời lại vì dịch bệnh. Chúng tôi dự định tổ chức vào năm 2022, nhưng hiện tại tiếp tục phải hoãn. Sau thời gian dịch, việc kinh doanh của tôi và Thiên Hương đều bị khó khăn. Giờ đây chúng tôi phải lo vực dậy kinh tế trước, nam diễn viên chia sẻ trên tri thức trực tuyến. Theo lời Minh Luân, anh và Thiên Hương đều có công việc kinh doanh riêng. Thời gian qua, cả hai đều gặp khó khăn về kinh tế nên phải hoãn cưới để tập trung cho công việc. Đối với chúng tôi, đám cưới chỉ là hình thức, một cách giới thiệu chính thức với bạn bè, người thân, người bạn đời của mình. Quan trọng nhất vẫn là cả hai sống với nhau có thật sự hạnh phúc không, Minh Luân nói thêm. Minh Luân công khai hẹn hò với ca sĩ Thiên Hương vào tháng 2 năm 2021. Bạn gái anh sinh năm 1993, từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Bolero và hiện còn lấn sân sang kinh doanh. Minh Luân từng cho biết anh và gái dự tính tổ chức lễ cưới trong năm 2021, song kế hoạch phải thay đổi nhiều lần do dịch bệnh. Trước đó, cặp đôi từng tung loạt ảnh hậu trường lên Đà Lạt chụp hình cưới lãng mạn, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Trước đây, Minh Luân và Lan Ngọc từng yêu nhau suốt 3 năm và chia tay vào tháng 3 năm 2017. Cuối năm đó, cả hai xác nhận tái hợp, thậm chí còn có thông tin chuẩn bị đám hỏi. Tuy nhiên, hai người lại chia tay mà không công bố lý do. Sau khi chia tay Lan Ngọc, Minh Luân hò hẹn cùng Hồ Bích Trâm. Cả hai cũng chia tay không lâu sau đó, và Hồ Bích Trâm cho rằng Minh Luân vẫn còn tình cảm với người cũ khiến cô thất vọng. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.